Làm sao để khắc phục tình trạng rụng tóc ạ? Xin chào mọi người, mình là Dược sĩ Quỳnh và trong video hôm nay thì Dược sĩ Quỳnh sẽ chia sẻ với mọi người về làm thế nào để khắc phục cái tình trạng là rụng tóc của chị em mình nhé. Như mọi người đều biết thì là chúng ta có thể là khắc phục cái tình trạng rụng tóc chúng ta từ những cái thói quen đơn giản, nó không quá cầu kỳ đâu ạ. Rụng tóc thì thường là hay rất gặp, đặc biệt là phụ nữ sau sinh này hoặc là độ tuổi trung niên, nói chung là cả nam và cả nữ và đặc biệt là sau cái Covid vừa rồi. Vậy thì cái nguyên nhân gây rụng tóc là gì và có cách nào để khắc phục hay không? Thì trước tiên chúng ta tìm hiểu xem là cái vì sao mà chúng ta rụng tóc, đó chúng ta mới khắc phục được nhé. Thì rất nhiều người cho rằng là rụng tóc sau sinh hoặc là xảy ra khi mà đến tuổi trung niên là bình thường, nhưng đây là một cái quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nếu như không nhận biết được cái tình trạng rụng tóc sớm và xử lý sớm thì mái tóc nó sẽ thưa dần đi và nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nhiều chị em còn trẻ mà nó cho hết cả da đầu ra rồi. Và đặc biệt là rụng tóc bất thường còn là do cái nguyên nhân bệnh lý nữa, như là rụng tóc do là vấn đề ở tuyến giáp này, hoặc là rụng tóc do cái hội chứng buồng trứng đa nang này, hoặc là hói đầu do là cái hệ thống miễn dịch bị tức là nó bị nhầm lẫn, hoặc là rụng tóc do nấm tóc này, hoặc là rụng tóc do dùng thuốc này, rụng tóc do là đang ăn kiêng quá mức này, hoặc là rụng tóc do stress này, nó cũng gây. Và các kiểu rụng tóc này chúng ta cần biết sớm để mà điều trị cái nguyên nhân và từ đó thì để làm giảm cái tình trạng rụng tóc cho chị em mình nhé. Thông thường thì 40% phụ nữ bị rụng tóc tạm thời và một số khác thì mái tóc sẽ thưa dần đi, nhưng mà một số người thì lại bị rụng tóc làm thưa mỏng và tóc rụng dần ở cái vùng giữa và hai bên mai ấy, hai bên da đầu ấy, và không giống như là nam giới, phụ nữ ít khi bị thưa mỏng tóc lắm, và thường là thành mảng hói đầu ở vùng trán hoặc là đỉnh đầu đó. Và rụng tóc bất thường thì có thể xảy ra ở một số cái trường hợp và rất dễ là bị nhận biết, có thể là nhận thấy cái số lượng tóc lớn nó rơi ra và khi mà chúng ta gội đầu hoặc là chải tóc. Và các trường hợp tóc rụng nhiều hơn bình thường thì được gọi là bị chứng rụng tóc. Vậy nếu mà chúng ta lo ngại về cái sự thay đổi của mái tóc thì chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra định kỳ hoặc là xác định xem là cái nguyên nhân vì sao. Và các biện pháp đơn giản giúp chúng ta hạn chế rụng tóc là gì ạ? Thứ nhất là chúng ta phải cải thiện chế độ ăn uống. Một chế độ ăn uống với những cái dưỡng chất cần thiết sẽ giúp chúng ta là giải quyết cái vấn đề từ bên trong, như là các chất dinh dưỡng cần thiết có thể cho mái tóc chúng ta, như là biotin. Video ở trên thì Dược sĩ Quỳnh đã nói rồi, biotin nó thành từ một cái loại protein và keratin. Vì vậy cái chế độ ăn dầu protein nó có thể giúp chống rụng tóc. Một số loại thực phẩm dầu protein như là trứng này, các loại hạt này, rồi là đậu này, cá này, các sản phẩm từ sữa ít béo, rồi thịt gà, bổ sung vitamin A. Nhưng vitamin A nó thúc đẩy cái sự tăng trưởng của tóc, đồng thời là sản xuất cái bã nhờn để duy trì cái sự khỏe mạnh, rồi độ bọc cho mái tóc, chống rụng tóc. Và một số loại thực phẩm dầu vitamin A như là khoai lang, cà rốt, rồi là ớt ngọt hoặc là rau bina, rồi bổ sung sắt. Thiếu sắt là một trong những cái nguyên nhân gây tình trạng thiếu máu và nó có thể khiến tóc chúng ta dễ dàng gãy rụng hơn. Do vậy chúng ta hãy đảm bảo bổ sung đủ cái lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Và một số loại thực phẩm giàu sắt như là trứng này, bông cải xanh, thịt bò, khoai tây, đậu và hải sản. Chúng ta có thể bổ sung thêm vitamin C, vitamin E, vitamin D, B7 cũng là những cái dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của mái tóc và giúp chúng ta ngăn ngừa rụng tóc một cách hiệu quả. Vì thế nên là cái việc mà bổ sung thêm vào cái chế độ ăn hàng ngày thì vô cùng cần thiết mình nhé. Thứ hai là chúng ta bổ sung các loại vitamin dạng uống. Trong cái chế độ ăn thì có thể là khó để đảm bảo được cái hàm lượng vitamin cần thiết cho mỗi ngày. Do vậy là bên cạnh cái chế độ ăn uống thì cũng có thể là chọn những cái cách sử dụng những cái sản phẩm bổ sung chứa các loại vitamin dưỡng chất có khả năng chống rụng tóc cho chị em chúng ta. Ngoài việc là sử dụng các sản phẩm vitamin khoáng chất gọi là vitamin tổng hợp ý, thì có chứa đầy đủ các vitamin như vitamin A, B, C, D, sắt, rồi selen, kẽm, thì cũng có thể là chúng ta lựa chọn bổ sung những cái loại vitamin đơn độc mà có thể làm cho mình thiếu hụt để dẫn đến tình trạng tóc, như là biotin chẳng hạn, hoặc là bổ sung thêm kẽm. Và một số loại vitamin dưỡng chất nên bổ sung để ngăn rụng tóc như là vitamin D. Vitamin D thì nó có một cái vai trò là kích thích các nang tóc mới và cũ, và đồng thời nó điều chỉnh cái sự tăng trưởng cũng như là biệt hóa của tế bào keratin và của tóc nữa. Khi cơ thể không có đủ vitamin D, nó sẽ cản trở cái quá trình phát triển của tóc mới. Vì thế là cái việc thiếu hụt vitamin D có thể là gây nên những cái tình trạng rụng tóc. Thứ hai là biotin, hoặc là gọi là vitamin B7 đấy.
Guanin thì nó liên quan đến cái quá trình tổng hợp axit béo trong cơ thể, mà cái quá trình này thì nó lại rất cần thiết cho cái sự phát triển của tóc. Mặc dù là cái tình trạng thiếu biotin là ít gặp nhé, nhưng mà chúng ta chỉ cần cơ thể chúng ta có cái hàm lượng biotin thấp thôi thì nó đã dẫn đến cái tình trạng là tóc chúng ta mỏng hơn, dễ rụng hơn, móng chân móng tay cũng giòn hơn, dễ gãy hơn. Vì thế để bổ sung biotin bằng để chúng ta bằng cái vào dầu gội đầu dưỡng chất và ủ tóc và thành phần, người ta nói chung là thiếu đâu người ta bù đấy, kiểu vậy ấy. Rồi nữa là nhân sâm. Nhân sâm thì chứa một cái chất gọi là phytochemical, nó có khả năng thúc đẩy cái sự phát triển của tóc, khiến tóc mình trở nên khỏe mạnh hơn và ít rụng hơn. Thứ ba là chăm sóc tóc đúng cách, việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể này, rồi cách chăm sóc tóc và cả sức khỏe tinh thần, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình trạng rụng tóc của chúng ta, và giữ cho da đầu luôn khỏe mạnh, sạch sẽ, gội đầu bằng những cái sản phẩm dịu nhẹ, không chứa cái sunfat hay là cái chất tẩy mạnh, để nó không khiến tóc chúng ta bị gãy, bị rụng, bị khô. Và chú ý đến các dụng cụ, vật dụng khi mà tiếp xúc trực tiếp với tóc. Chúng ta nên sử dụng lược răng thưa, hoặc là có cái lược lược nó vòng vòng như này, chải thì nó sẽ, và chất liệu nó mềm ấy, thì nó sẽ giảm cái tình trạng là tóc bị tổn thương hơn. Và dùng khăn bông cũng mềm. Rồi là chúng ta gối đầu thì cũng chọn những cái chất liệu nó cũng mềm mại thôi, và hạn chế tạo kiểu với nhiệt hoặc là hóa chất. Ví dụ như là chúng ta buộc tóc chặt nó cũng sẽ tạo cho chúng ta, nó cái chân tóc này nó dễ bị tổn thương, nó cũng rụng nhiều đúng không ạ? Rồi chăm sóc tóc bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên thì cũng được ưu tiên, như là dầu dừa, dầu ô liu để nuôi dưỡng cũng như là phục hồi, kích thích sự phát triển của các sợi tóc rất tốt. Rồi massage da đầu nữa, massage da đầu vừa làm giảm stress mà còn cải thiện cái lưu lượng máu dưới da đầu, từ đó nó khiến cho tóc chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, phát triển tốt hơn, và để tăng cường cái hiệu quả chống rụng tóc cho chúng ta có thể sử dụng thêm là tinh dầu để massage hoặc là tránh căng thẳng stress. Cái việc căng thẳng stress nó cũng là một trong những cái nguyên nhân là dẫn đến chúng ta bị rụng tóc khá là phổ biến mọi người nhé. Và chúng ta nên ngủ đủ giấc, ngủ có một giấc ngủ chất lượng, để kết hợp tập thể dục, tập yoga, thư giãn tinh thần để cho đầu óc chúng ta được thoải mái hơn, từ đó thì giảm cái tình trạng rụng tóc. Thì đó là những cái cách để khắc phục mà chúng ta có thể dễ dàng làm tại nhà để giảm cái tình trạng rụng tóc của chị em mình. Và hy vọng rằng với video hôm nay thì có thể là mọi người có cách nhìn và cách để chăm sóc tóc mình sao cho đúng cách nhất, để chúng ta có mái tóc khỏe mạnh và giảm tình trạng rụng tóc nhé. Và nếu như mọi người thấy video hay, có ý nghĩa thì có thể share video và chia sẻ với nhiều người hơn, hoặc mọi người có bất kỳ một đóng góp nào thì có thể comment bên dưới, để giữa sĩ Quỳnh cũng rút kinh nghiệm cũng như là đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.